Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Một cái chiếc bếp quốc dân các anh chị ạ. Một cái chiếc bếp quốc dân cần có trong mọi gia đình Việt. Hai vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình, đó là những chiếc bếp ga nội địa Nhật và những cái chiếc nồi cơm, đúng không ạ? Thì ở sẵn kho nhà em Hương đều có hết. Nhà em chỉ bán hàng Nhật thôi các anh chị nhé. Hàng Nhật, hàng đã qua sử dụng. Nếu như mà chúng ta muốn tìm kiếm một cái chiếc bếp mới thì các anh chị bỏ qua video này giúp em Hương và liên hệ trực tiếp cho em đi ạ. 0359014200. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc luôn. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái chiếc bếp gọi là dòng cơ bản thôi ạ. Dòng cơ bản, một chiếc bếp quốc dân tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào các anh chị nhé. Bếp ga Nhật thì có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời. Nếu mà để được tóm gọn những cái chức năng tuyệt vời của bếp ga Nhật thì em Hương chỉ gọi gọn trong 6 chữ thôi ạ. An toàn, tiết kiệm và tiện lợi, đúng không cả nhà? Để chứng minh cho những gì em vừa nói thì em sẽ test cho các anh chị xem cái tính năng tuyệt vời đầu tiên, đó là tính năng chống cháy nồi nhá. Đây ạ, tính năng chống cháy nồi này. Anh chị nào mà hay quên, nấu nướng hay quên, kho cá, kho thịt hay quên ấy, thì các anh chị hãy mua cái chiếc bếp ga này đi. Lửa rất là đẹp và lửa rất là xanh luôn, đúng không ạ? Em mời các anh chị cùng chiêm ngưỡng ngọn lửa bếp ga Nhật cho mình xem. 200 độ là giảm nhỏ, 250 độ là tắt bếp, mà tắt bếp là khóa ga. Cái tính năng tiết kiệm ga thì em Hương không thể test trực tiếp ở trên video cho các anh chị được, đúng không ạ? Nhưng mà qua thời gian chúng ta sử dụng thì rồi, chiếc bếp bên trái đã tắt rồi ạ. Rất là nhanh luôn, đúng không ạ? Cảm biến rất là nhạy. Trước khi gửi hàng đi và trước khi lên trên kênh cho các anh chị thì nhà em đều test bếp rất là kỹ rồi. Bây giờ chúng ta đợi cái chiếc bếp bên phải một chút xíu nữa nha. Đợi cái chiếc bếp này một chút xíu nữa thôi. Về kích thước của bếp thì chiều dài ạ. Dạ rồi, bếp bên phải cũng tắt luôn. Quá là nhạy, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Tiếc gì một like cho cái em bếp thông minh này ạ. Cái chiếc này là cái dòng mặt men các anh chị nhá. Dòng mặt men rất là đẹp luôn. Màu mặt men màu kim tuyến này. Đấy, kim tuyến rất là đẹp. Hàng bãi thì không thể tránh khỏi cái chày, không thể tránh khỏi cái xước được. Tại vì sao? Vì hàng đã qua sử dụng mà. Chiếc này thì em Hương đang bán với giá là 2.300.000 đồng nhá. Nếu mà mình mua hàng mới cái chiếc này thì phải 7-8 triệu, 9 triệu các anh chị ạ. Tùy từng thời điểm và cũng tùy từng shop bán, đúng không ạ? Nhưng mà em chỉ bán với bằng 1/3 giá thôi. Đây, cũng có một ít chày chày bé bé ở đây. Không quan trọng đâu, nếu mà chúng ta mua hàng bãi thì chúng ta hoan hỉ giúp em. Zin 9 này, Zin 9 có cái tông nó là tông màu đen. Và cái mặt ở phía trên đó là mặt men kim tuyến rất là đẹp các anh chị nhá. Hai bếp đều đã khóa ga hết rồi. Đã khóa ga hết rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng gió thổi tắt bếp nhá. Bếp sẽ khóa ga khi mà bị mất cái ngọn lửa đi. Để thấy cho các anh chị thấy đó là cái chiếc bếp này rất là tuyệt vời. Đây ạ, em sẽ gạt nhỏ lại này. Đây ạ. Đối với tính năng gió thổi tắt bếp thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây. Nên là các anh chị đợi chờ cùng em 15 giây nha. Mặt chính diện của bếp đây các anh chị này, cũng rất là đẹp đúng không ạ? Thành vách bên trái này. Thành vách bên trái các anh chị nhá, không hề bị cấn móp gì cả. Gọi hàng bãi thì xước xát một chút xíu thôi. Đấy, bếp đã khóa ga rồi, đã báo hiệu tít tít rồi đấy ạ. Thành vách bên phải đấy ạ. Đấy, thành vách bên phải các anh chị nha. Ở ngoài cái chiếc bếp này còn đẹp hơn trong hình nữa. Tại vì là cái tông của nó là màu mặt men kim tuyến. Hai bếp đều đã khóa ga hết rồi. Sau 15 giây thì bếp sẽ khóa ga. Rất là thông minh. Qua tầm chưa đến 4 phút đâu ạ, hơn 3 phút thôi là các anh chị đã có thể thấy cái chiếc bếp ga này rất là thông minh rồi. Chống cháy nồi này, tự khóa ga khi mà bị mất cái ngọn lửa đi, không có lo bị dò dỉ ga. Lửa thì rất là đẹp luôn. Phím nhấn là công tắc bật bếp bên trái này, bật bếp bên phải này, điều chỉnh độ to, độ nhỏ của lửa bằng cần gạt. Chiếc bếp bên phải thì chúng ta sẽ còn tích hợp thêm cái phím 3S ở đây nữa các anh chị nhá. Ấn và giữ 3 giây giúp em ạ. 1, 2, 3. Cái nốt này các anh chị bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhá. Còn nếu mà nấu nướng bình thường thì chúng ta không cần bật đâu ạ. Rồi chúng ta sẽ tắt đi này. Hai bếp nấu phía trên và có một cái lò nướng vô cùng tiện lợi ở giữa nữa. Đây chính là cái tính năng tiện lợi của bếp ga Nhật. Mặc dù cái chiếc bếp này nó là cái dòng bếp cơ bản thôi ạ. Dòng bếp cơ bản nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy cái tính năng tiện lợi ngay ở cái lò nướng đây đúng không ạ? Đây, bật lò nướng là cái phím ở ngoài cùng có hình con cá đây nhá. Em mời các anh chị cùng xem nội thất bên trong và lửa của bếp ga Nhật này. Lửa bếp nấu hay là lửa lò nướng cũng đều rất là xanh luôn đúng không ạ? Cái dòng này là dòng 3 hàng lửa nên là lửa sẽ nhiệt sẽ cao hơn nhá, nhiệt sẽ cao hơn. Phía dưới em cũng đã lắp lưới chống chuột rồi nên là sau khi chốt bếp thì anh chị chốt bếp thì em sẽ đóng hàng rồi đi luôn thôi ạ. Hệ
khay nướng và vị nướng bằng inox sáng đẹp. Chúng ta có thể tháo rời khay nướng và vị nướng ra để cho chúng ta vệ sinh nha. Đây, em sẽ tháo ra cho các anh chị xem này. Rất là sạch, đẹp này. Của bền tại người đúng không ạ? Nên là sau khi nấu nướng xong thì chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi. Chiếc bếp này thì em Hương bán với giá là 2.3 triệu các anh chị nhá. 2.300.000 đồng cái chiếc bếp ga này. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ạ. Bảo hành cho chúng ta 12 tháng như là chế độ bếp mới. Bếp mới không lò nướng thì em cũng có luôn nhá. Hàng lướt và hàng bãi nhà em đều có hết ạ. 0359014200 là số của em Hương. Anh chị nào mà thích cái chiếc bếp này, thích cái kiểu dáng và cái tông màu này và thấy phù hợp với cái nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình thì ủng hộ cho nhà em nhé. 2.3 triệu là bao ship về tận nhà cho các anh chị luôn rồi. Cho kiểm tra bếp được đồng kiểm cùng với bưu tá luôn nha. Đồng kiểm cùng với bưu tá kiểm tra test ok hết rồi mới thanh toán ạ. Chỉ cọc nhẹ giúp em cái chi phí vận chuyển thôi. Cọc 2-300 là chi phí vận chuyển rồi ạ. Tránh tình trạng bom đơn bom hàng thôi. Ngoài cái mẫu bếp này ra thì nhà em đang còn rất là nhiều mẫu bếp khác. Quay sơ qua một chút xíu cho các anh chị xem nhé. Đây ạ, mẫu không lò nướng các anh chị này. Đấy, không lò nướng này thì em đang bán là 3 triệu này. Có tông màu ghi và tông màu vàng cát, màu ghi chì nhá, và có cả màu ghi sáng nữa. Đấy, 3 triệu cái mẫu này. Em này thì 5 triệu rưỡi này. Em này thì là 5 triệu rưỡi, mặt đá full chức năng này. Đúng không ạ? Em này thì có giá là 4 triệu 7 này. Cũng là dòng mặt kính, bo viền nóc, kiềng nóc. Nấu cơm, nấu cháo, nấu nước. Những cái chiếc bếp này là cái dòng full chức năng các chị ạ. Còn cái chiếc bếp mà em Hương vừa chia sẻ giới thiệu cho các anh chị, đó là cái dòng cơ bản. Đây, một em bếp có tông màu, đó là màu xanh lục bão rất đẹp ạ. 4 triệu ạ, 4 triệu đồng nhá. Mình ưng cái mã nào, mình chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em. Đây, 4.300.000 đồng. 4.300.000 đồng. Nhìn là đã thấy đẹp rồi, dùng lại còn thích hơn nữa. Rất là nhiều tông màu cho các anh chị lựa chọn. Màu sáng cũng có, màu tối cũng có. 4.700.000 đồng ạ. Zinai RTS62. Rồi bác nào mà thích môi chè này, môi chè 360. Cái dòng này là dòng mặt sơn thì lấy cái mẫu này cho em nhé. Đây, lấy cái mẫu này ạ. Mẫu này thì có giá là 3.700.000 các anh chị nhé. 3.700.000 đồng. Đấy, trong một video thì em Hương không thể lên tất cả các cái mẫu bếp ga được. Nên là chúng ta quan tâm đến cái chiếc bếp ga nào, chúng ta thích cái kiểu dáng nào, màu sắc nào thì chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Trước khi rời kênh thì các anh chị ủng hộ em một like, một nút đăng ký nhé. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.